Xin chào tất cả các anh nhá. Chào mừng tất cả có quay trở kênh Audio Tiến Trang nhá. Tiếp tục video ngày hôm nay bên Audio Tiến Trang tiếp tục xả thanh lý cho anh em mình rất nhiều mặt hàng. Giá sốc cho các bác đây. Sẽ thanh lý rất là nhiều. Đẩy vang mic lọc giá cực kỳ rẻ luôn. Đây dọn kho thanh lý lốt cho các bác đây. Đẩy Martin này, thanh lý này chỉ trên triệu thôi. Loa Viva cũng chỉ hơn triệu một chút. Rất là nhiều rẻ cực kỳ luôn. Các bác ủng hộ cho bên em một like nhá. Các theo dõi video ủng hộ một like và nhớ đăng kênh để ủng hộ em nhá. Các bác bỏ ra vài giây ủng hộ một like để em lấy động lực em thanh lý cho mình cực kỳ giá sốc này. Thì ủng hộ cho một like và nhớ đăng ký kênh màu đỏ phía dưới nhá. Cho một like và nhớ đăng ký kênh màu đỏ phía dưới cho em. Và mọi lưu ý là bác hãy xem hết video cho em. Hãy xem hết video từ đầu cuối cho em để em báo giá từng sản phẩm một. Để tránh trường hợp có cứ tua đi tua lại trong hỏi đi hỏi lại rất là phức tạp. Hãy xem hết video từ đầu cuối cho em nhá. Em sẽ báo giá từng sản phẩm một cho các bác. Đấy, bác xem hết video từ đầu cuối cho em. Bỏ ra 5-10 phút thôi xem hết video cho em. Và hãy ủng hộ cho một like và đăng ký kênh màu đỏ phía dưới cho em nhá. Ủng hộ cho một like và đăng ký kênh cho em. Đầu tiên đây, ngày hôm nay em còn hai chiếc vang cơ đại số. Đấy, của MC sao. Con này MC2600, một dòng vang cơ đại số rất là hay luôn. Bác nào đã sử dụng con vang này thì bác biết là em bán rất là nhiều dòng vang cơ đại số rất là hay. Để mà nói ngày hôm nay sẽ thanh lý cho anh em mình giá cực kỳ rẻ. Đây, con này, tôi nhỏ của súp đây được này, effect vang nhại này, mic này, music này. Và đây cắt tần số bass chung chép của nhạc của mic ở đây, rất là dễ, đơn giản. Và cái này sẽ sẵn có về chỉ dùng thôi. Dòng vang cơ đại số, còn em khẳng định luôn tất cả những dòng cơ hay cơ lên số hàng mới không có con nào trong tầm giá so sánh dòng này được, không có con nào hay bằng con này được, em dám khẳng định luôn. Đối với dòng hàng mới đây, còn mà hai con rất đẹp đây, cơ lên số nhá, MC sao con này bám rất rất nhiều rồi. Đây đằng sau đây này thì đối với dòng này nó lại hỗ trợ rất nhiều cái hay, là nó hỗ trợ mic 6 ly cho bác và mic calon, cho bác nào cắm mic calon ở đây cũng được. Left for right để cắm xuống đẩy xuống đi, đây hai đường cắm xuống đẩy xuống đi này, hai đường surround này, đường center, đường sub này, và đây đường nhạc vào này, ba đường nhạc vào BGM AUX của VCR, ba nhạc vào đây. Đấy, con này có phần mềm luôn nhá, tiếng rất là hay luôn. Đây em đang set cho các bác đây rồi, test qua các bác này sẽ alo tiếng mic cho nghe luôn này. Các vui lòng ủng hộ cho một like nhá, theo dõi video ủng hộ một like và nhớ đăng kênh bỏ phía dưới cho em để lấy động lực em thanh lý giá sốc các bác nhá. Để sắp tới em thanh lý cho bác giá sốc, dọn kho thanh lý cho các bác rất nhiều. Các bác bỏ ra vài giây ủng hộ cho một like và đăng ký kênh cho em. Đây, sẽ alo cho bác nghe cái tiếng mic này. 5 6 7 lên 1 2. Chiều trả vì quân viên, sân trường em ngọ vang im nìm nìm 6 2. Thực sự con vang em nó rổ lốp rất là hay, con mờ ở dưới sâu này. Và ngày hôm nay sẽ thanh lý cho em mình giá cực kỳ rẻ dòng vang cơ lên số này. Tất cả hàng em bao zin bảo hành cho em mình 6 tháng, tặng giấy đắp kỳ đầy đủ, được chưa? Xả thanh lý cho em, trước bán con này là 1.900.000. Trước em bán 1.900.000, nhưng ngày hôm nay bán cho các bác giá cực kỳ rẻ. Alo, tiếng mic lần nữa cho bác nghe lần nữa nhá. 5 6 2 lên 1 2. Ngày hôm nay em bán cho bác nào chốt nhắn tin số điện thoại cho em. Đây, hiệu chốt vang 2600 nha. Đấy, hiệu chốt vang 2600 cho em nhá. Đây, hiệu chốt vàng 2600 này, đây nhắn tin qua số điện thoại em này, hiệu chốt vàng 2600 1.300.000, em thanh lý 1.300.000, hai con nhất đẹp xuất sắc 1.300.000, bao giờ chốt nhắn tin qua số điện thoại chốt vàng 2600 em, hiệu chốt vàng 2600 em 1.300.000, 1.300.000 thôi, thanh lý hết tầm cho anh em mình chơi luôn 1.300.000, bao giờ chốt nhắn tin qua số điện thoại chốt vàng 2600 em này, hiệu chốt vàng 2600 em nhé 1.300.000, thanh lý rất là rẻ luôn 1.300.000, đấy 1.300.000 hiệu chốt vàng 2600 em này, hiệu chốt vàng 2600 1.300.000 con này. 1.300.000 nha, hiệu chốt vàng 2600 nha em. Đây, model là 2600, hiệu chốt vàng 2600 nha em, 1.300.000. 1.300.000 con vàng này. Thanh lý cực kỳ rẻ nên bác nào chốt thì nhanh tay, em bao hay setup cho các bác sẵn về chỉ việc dùng thôi, tặng đầy đủ rác 1.300.000 một con. Hiệu chốt vàng 2600 nha em, 1.300.000 một con, quá rẻ rồi. Nó khẳng định các bác tầm giá như vậy là quá là rẻ rồi nhá. Và bao hay cho anh em mình 1.300.000, bác nào chốt nhắn tin số điện thoại chốt vàng 2600 đây, số điện thoại đây 0933982889 nha. 1.300.000, hiệu chốt vàng 2600 nha em. Đấy, hiệu chốt vàng 2600 nha em nhá. Các bạn ủng hộ cho một like nào, các theo dõi video ủng hộ một like và đăng kênh một đỏ video cho em đi. Đây, tiếp tục thanh lý cho em mình giá rẻ đây. Các bạn ủng hộ cho một like nhá và đăng kênh một đỏ video cho em, cho xin một like nhá. Đây, ngày hôm nay em đã có hai con nọc xuất Mỹ chạy hai cổ điện Q162. Hàng này em thanh lý còn nguyên hộp đây. Trước em đã bán quá rồi, đây dòng nọc xuất Mỹ chạy cổ điện còn nguyên hộp đây. Q162 nhá, chạy 115V và 230V. Con này họ mới sử dụng có mấy tuần đây. Đấy, hai chiếc rất đẹp luôn. Lọc vãi xịn nha, con này mới đập hộp em nhớ không nhầm nó rơi 7 triệu rưỡi con này này. Rất là đắt nhưng ngày hôm nay đến với em giá cực kỳ tốt. Mặt phay nhôm đẹp, nó rồi đẹp 100% luôn vì nó họ mới sử dụng có 1 2 tuần thôi. Hàng xuất Mỹ chạy hai cổ điện, em nhấn mạnh qua đây là hàng xuất Mỹ nhá.
mặt phanh nhôm màu trắng còn rất đẹp. Đây, các bạn xong một chút này. Đây, chạy hai cục điện này, 115V. Đây và 230V này. Đấy, 115V và 230V hàng xuất Mỹ, chạy cục điện. Bao nhiêu em gạt phải 230V để 230V nhá. Đừng gạt nhầm nó cháy mất nhá. Có nguyên số series này. Đây các đường vào đường ra. Sẽ tặng đầy đủ dây giác phụ kiện các lâu được các bác, không thiếu một cái gì. Bác là mua hàng với rồi tặng đầy đủ dây giác cho các bác. Và là dù gan. Rồi, quá đẹp. Các vui lòng bỏ ra với dây ủng hộ cho một like các ơi. Các theo dõi vừa theo dõi video vừa ủng hộ cho một like và đăng kênh đổi cho em nhá. Ủng hộ cho một like và đăng kênh cho em đây. Chạy 2 tầng thì mẹ có nhìn cho em này, chất lượng linh kiện quá đẹp. 2 tầng nhá. 2 tầng thì mạch này, và có nhìn cái nguồn cho em này. Nguồn cực kỳ to luôn. Và thực sự là nguồn rất là chất lượng luôn. 115V và 230V hàng xuất Mỹ chai cổ điện. Nên đừng bắt nào so sánh với những dòng lọc rẻ tiền nhá. Và bác lắp những con lọc xuất Mỹ chai cổ điện này vào thì thôi, chấm hết, chất âm rất là hay. Đây, em đang test này. Rất ok luôn. Nha, rất là hay luôn. Và em báo giá luôn, ngày hôm nay bán cho bác chỉ có 1.800.000 thôi. Bắt đầu chốt nhắn tin điện thoại cho em. Nhanh tay nhá, chỉ có 2 chiếc nhất thôi, cái chốt lọc 162 cho em. Đây cái chốt lọc 162 này. 1.800.000 bao ship tại giác, 1.800.000 bao ship tại giác. Chốt nhắn tin luôn đi, cái chốt lọc 162 cho em. 1.800.000 bao ship tại giác. Đấy, cái chốt lọc 162, chốt nhắn tin luôn nào. Cái chốt lọc 162 cho em đi. 1.800.000. Đấy, bao chốt nhắn tin có sợi, chốt lọc 162, 1.800.000. Nhớ chốt lọc 162, 1.800.000 bao ship nhá. 1.800.000 bao ship tại giác. Chốt nhắn tin sợi, chốt lọc 162 cho em. Quá rẻ rồi. Nhớ chốt lọc 162 cho em, 1.800.000 bao ship tại giác. Bảo hành cho em mình 6 tháng. Tất cả mọi sản phẩm sẽ bảo hành 6 tháng cho bác, được chưa? 1.800.000 bao ship, hàng xuất Mỹ chạy cổ điện. Nhớ chốt lọc 162 cho em. Quá là rẻ. Ây, 0943-952-89, chốt lọc 162 cho em 1.800.000 bao ship. Chỉ với giá 1.800.000 thôi, bao ship tặng cái rác cho anh em mình. Rồi, bắt đầu chốt thì nhắn tin cho em qua số thoại em nhá, 0943-952-89 đây. Nhớ chốt lọc 162 cho em 1.800.000 nhá, 1.800.000 bao ship. Rồi, và tiếp tục sang sản phẩm tiếp theo. Rồi, ủng hộ cho một like nào các ơi, theo dõi video ủng hộ một like và đăng kênh đổi cho em nhá. Một bác bỏ ra vài giây ủng hộ cho một like nào. Anh em vui vẻ ủng hộ like và đăng kênh cho em nhá. Nhớ đăng ký kênh cho em. Và đây, đây là dòng mic Sennheiser, ngày hôm nay em có một bộ. Sennheiser SKM 9000. Con này thì rất cao cấp rồi, nhưng mà con này nó còn một tay thôi. Nó lỗ một tay bán cho bác nhanh tay. Ra nguồn này rắc 6 ly và 20 rắc con lông, con này sử dụng 4 dâu mic nhá. Mic 4 dâu này. Mic của Sennheiser con này rất là chất nha, tay vàng gold. Thì con này có một tay thôi, một tay nó bị lỗi rồi. SKM 9000. Thì thanh lý cho em mình luôn, con này rất là đắt tiền nha. Con này chất âm rất là hay và rất đắt tiền đấy. Còn một tay. Bao giờ chốt thì nhắn tin cho thoại cho em, chốt mic 9000 nha. Đây model này SKM 9000 này. Chốt mic 9000 cho em 700.000, em bán thanh lý 700.000 các bác. Rẻ chưa? 700.000 là rẻ cho các bác, quá rẻ đúng không? Thanh lý cho em 700.000 nhá. Chốt nhắn tin thoại, chốt mic 9.000 cho em, chốt mic 9.000 cho em 700.000. Nhớ chốt mic 9.000 cho em, 700.000 thôi. $700.000 nhá. 700.000 bao chốt nhắn tin thoại, chốt mic 9.000 cho em, chốt mic 9.000 cho em. Nhớ chốt mic 9.000 nha, chốt nhắn tin thoại, chốt mic 9.000 nha, 700.000 của mic này. 700.000 nha. Nhớ chốt mic 9.000, mua đen là 9.000 này. Nhớ chốt mic 9.000, 700.000 của mic này. Đấy, bắt đầu chốt. Rồi, tiếp tục xả cho các bác nha. À, đôi loa LV3 đây. Thanh lý giá rẻ luôn cho các bác nha. Dòng loa LV3 đây. Đấy. Con này sử dụng một bát 18 và một chiếc kèn. Thì nói luôn tình trạng con này thì thùng quách còn rất là đẹp. LV3 này còn rất là đẹp. Chưa bán rất nhiều rồi, nhưng mà do tình trạng là vận chuyển đây này, cho bác xem phân tần này. Phân tần thì cực kỳ chất lượng luôn, dòng loa LV3 thì quá chất lượng rồi, không phải giải thích nhiều. Nhưng mà do vận chuyển cái màng bát này nó bị một loại bị rách hết, em phải làm lại này. Con này phải làm lại cả côn nữa. Thì xanh lý rẻ quá, con bên này thì còn zin nhá. Zin nhưng mà đây, do vận chuyển con này nó rách hết cái màng này, không biết là sao cái gì chọc vào. Mà hỏng hết cái này, hỏng hết cả côn luôn. Đấy, hỏng hết cả côn, hỏng hết cả màng luôn. Thì hôm nay thanh lý luôn giá rẻ cho anh em mình. Đây,
Đây con này đã làm ok hết rồi nhá, đã làm lại ok hết rồi. Con này còn zin, con này thì đã làm lại rồi. Con này mất công phải thay cả côn cơ. Thì thanh lý luôn rẻ cho anh mình, trước em bán 2 triệu 8 mà lấy đồ này, nhắn tin thoại cái chốt nó là V3 cho em bán cho anh em mình 1 triệu 3 đi. 1.300.000 đô này, bắt đầu chốt nhắn tin thoại cái chốt nó là V3 cho em. Giữa chốt nó là V3 cho em 1.300.000, bán cho anh em mình giá rẻ luôn. Thanh lý thằng nào lỗ luôn được bác, 1.300.000, giữa chốt nó là V3 cho em nhá. Con bên này thì còn zin nhắn lại, con bên này còn zin này, như con này này nó làm lại rồi. Con này mình làm lại rồi. Đấy làm lại rồi thì em đã thay hết cả cái màng và cái côn loa hết rồi. Màng bát côn loa là thay hết rồi. 1.300.000 bác lấy nhắn tin con xoài em chốt loa LV3 cho em. Đấy gỗ chốt loa LV3 cho em nhá. 1.300.000, 1.300.000. Đấy gỗ chốt loa LV3 cho em, thay lý rất rẻ. Có ủng hộ cho một like các ơi. Cho video ủng hộ một like và đăng kênh màu đỏ cho em nhá. Mỗi bác bỏ ra vài giây ủng hộ cho một like và đăng kênh cho em. Đấy, em nhắc lại, còn chiếc bên này còn zin này, chiếc loa bên này còn zin. Con này thì đã làm lại cả côn cả màng rồi. Như bây giờ ok rồi, chất âm điện chả thay đổi gì mấy đâu. 1.300.000. Đấy 1.300.000 bắt đầu chốt nhắn tin thoại chốt là V3 cho em. Đấy rồi, chốt là V3 cho em 1.300.000 nha, rất là rẻ luôn. Thế thì rất là rẻ cho anh em mình. Con này còn zin. Đấy, con này còn zin nhá. Con này thì làm lại côn với bát rồi, côn với màng rồi. Thì thanh lý luôn, bắt đầu chốt nhắn tin thoại chốt là V3 cho em. Ok chưa? Rồi tiếp tục đây, là con đẩy Martin là 650 thì con này nó bị lỗi cái kênh B này. Con này thì rất là đẹp rồi. Nhưng mà cho tình trạng bị lỗi cái kênh B này. Lỗi kênh B này em đã sửa rồi, nhưng bây giờ hoạt động bình thường, bây giờ em bán cho bác là nhanh tay luôn. Thì sửa rồi. Và bây giờ em bán sẽ không bảo hành, chỉ biết là bao tiếng ok cho bác thôi. Chạy hoạt động bình thường là ok thôi chứ không bảo hành nhá. Thanh lý luôn con B này, nó sửa này. Kênh B này nó bị cháy này. Cháy rồi, em đã sửa lại, chạy dần hoạt động bình thường nhưng sẽ không bán cho bác, không bảo hành đâu. Chỉ bao sống bác thôi. Được chưa? Đấy, bao sống chạy test ok 2 kênh cho bác ok, cho còn không bảo hành nhá, cho nó dễ bán rẻ luôn cho em mình luôn.